Hello, chào các bạn. Chào mừng đến với kênh Thích Là Mua của tôi. Hôm nay tôi vừa mới đặt một sản phẩm mới trên Shopee. Đó chính là một cái ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc này thì tôi mua với giá là 164k nha. Đây là sản phẩm. Bên shop thì họ gói hàng cũng rất là an toàn và chắc chắn nha, có lớp mút bọc bên ngoài. Và bây giờ tôi sẽ dùng con dao thần thánh để mà khui hộp của sản phẩm ra. Con dao hơi cùn nha các bạn thông cảm. Shop thì họ bỏ thêm một cái thùng bọc nữa lòng bên ngoài để tránh bị xay xát va chạm mớp méo trong quá trình mà giao hàng vận chuyển nha. Link sản phẩm thì tôi sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn có nhu cầu mua nha. Thì sản phẩm này tôi cũng lướt trên Shopee và thấy đánh giá rất là tốt, trong tầm giá 164k. Hồi trước thì tôi có mua một cái sản phẩm của Kangaroo cũng là ấm siêu tốc nha các bạn. Tôi cũng có review trong kênh của mình, nhưng mà sản phẩm đó thì cái lớp vỏ nó bằng kim loại nha, còn cái này thì cái lớp vỏ của nó sẽ làm bằng thủy tinh và trong suốt hơn. Với giá 164k thì nó cũng hơn so với các ấm siêu tốc mà bằng kim loại một xíu thôi. Nhưng mà được cái là thủy tinh thì mình sẽ có trải nghiệm về thị giác sẽ rất là tốt nha các bạn. Đây là hộp của sản phẩm đây, nó bên trong. Sản phẩm này thì khả năng đun là 2 lít nha. Sản phẩm này có tên phiên âm ra tiếng Việt đó là gì nhỉ? Ginseng nha các bạn, ginseng nha. Công suất nó là 1500W nha các bạn. Đó các bạn có thể thấy vỏ hộp màu đen nha. Nhìn hộp cũng khá là chất lượng, dày dặn. Mã sản phẩm là IZ305 nha các bạn. ZI nha, sorry các bạn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành đó là mở hộp ra. Shop bên kỹ bên trong cũng có một lớp mút nữa nha các bạn, để tránh va chạm. Gần như là cái ấm còn nghiêng vèo, không có bị gì luôn. Đây là cái đế ấm này, chất lượng không các bạn. Cái nhựa nó, mình cảm giác là nó dày dặn và có chất nha, có chất nhựa chứ không phải là loại mỏng rẻ tiền nha các bạn. Nó có thêm cái viền màu trắng nữa, nó tô điểm thêm cho cái ấm của mình, cái chân đế thêm đẹp. Nhưng mà mình có một đặc điểm hơi dở đó là mấy cái ốc thì nó hơi bị rỉ sét nha các bạn. Chắc là hàng để lâu rồi nên bị như vậy. Nhưng mà về tổng thể thì cái chất nhựa của cái đế này rất là ok. Và bây giờ tiếp tục là tôi sẽ khui cái ấm nước ra. Tôi đang khui sản phẩm này thì lúc cũng mới làm về rồi, hôm nay trời mưa. Đường đi làm từ chỗ nhà đến chỗ đi làm thì cũng xa các bạn, 20 cây. Không biết khi nào thì mới kết thúc được cái cảnh đi làm như này đây, nhưng mà cũng phải ráng thôi, vì miếng cơm mà. Trời mưa nên các bạn có thể thấy là hồi nãy cái hộp đựng sản phẩm thì mưa tầm tã, nhưng mà bên trong thì không sao nha. Đây. Các bạn thông cảm là Bisun nhà mình nó phá cái cây quay video nha. Cái cam nó bị lắc nên bị giật chút. Đây các bạn sáng bóng luôn. Với tầm giá này thì theo cảm nhận của mình là mình ưng á các bạn. Ưng ý luôn nha. 164k nhưng mà nhìn cái chất lượng, cái thủy tinh rất là trâu chuốt á. Nhìn không có cái vỏ, cái nhựa thừa cũng không có nhiều nha.
cái mùi nhựa cũng không có nặng đâu nha các bạn, yên tâm. Mình dám cam đoan các bạn là mua về thì cái mùi nhựa của sản phẩm nó không có nặng lắm. Ở dưới thì cái chất nhựa của nó các bạn cũng có thể thấy nè, rất là đảm bảo luôn. Ở trên thì nó sẽ có cái nấm, thì nó sẽ mạ kim loại nha, nhựa nhưng mà kim loại vào. Rồi thì kèm theo đó thì chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng nè. Bezul nhà mình thì đang phá cam chút nha các bạn, thông cảm. Cái nắp của nó có thể tháo rời nha các bạn, ở trên nó sẽ có cái lò xo dạng gai nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nấu thử cho các bạn xem là cái thời gian nó nấu chín một cái ấm nước khoảng bao nhiêu lâu nha. Bắt đầu nè.